tức là em muốn chia sẻ với một dựa người còn sống. Thì như em đã đề cập trước đây, em cũng rất hay lên án ông khi ông còn sống, ông có cái nhìn nhận không khách quan về đất nước Việt Nam. Thế nhưng hiện nay ông đã qua đời thì em cũng không không coi như là không có chuyện gì nữa, bởi vì Đúng người chúng ta không ai đi tính với người đã qua đời cả. Thế nhưng mà một người được cho là cũng là chống cộng, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây em gọi là chống cộng rẻ tiền. Bởi sao em gọi chống cộng rẻ tiền? Đó là ông Ngô Kỷ. Bởi vì chống cộng rẻ tiền là ông đã từng tuyên bố là khi mà có đủ tiền, đáp ứng đủ điều kiện của ông ta thì ông ta sẵn sàng đốt đi cái lá cờ thiêng mà ông ấy luôn tôn thờ bao nhiêu năm nay. Ấy thì ngay ở cái cộng đồng gọi là cộng đồng chống cộng đấy thì có ông Vũ Huy Trưởng và ông Ngô Kỷ và nhiều ông khác nữa trong cái tầm tuổi đó. Thì ông Vũ Huy Trưởng qua đời thì cũng nhận được nhiều lời chia buồn của mọi người. Thế nhưng riêng ông Ngô Kỷ thì ông lại có những cái mà em thấy rất là vô học, rất là vô học. Cái này người ta nói là bản chất xấu xa của con người thì dù đi đến đâu thì nó vẫn xấu xa vậy. Đó là ngay sau khi ông Vũ Huy Trưởng qua đời thì ông Ngô Kỷ ông cập nhật ngay một cái status trên trang Facebook cá nhân và ông thông báo như thế này: các bạn thân mến, tôi vui mừng báo tin cùng các bạn biết là thằng khốn nạn Vũ Huynh Trưởng vừa chết. Quả đất này được sạch hơn một tí trong suốt những ngày qua, rồi vân 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 vân, có nghĩa là rất là dài. Thế nhưng em không có đọc hết, em chỉ đọc cái đoạn đầu để mọi người có thể thấy được đó là gì. Để chúng ta cứ hay nói trước đây là thế này thế kia thì chúng ta có, bây giờ công nghệ thông tin phát triển chúng ta có thể biết được hết, đúng không ạ? Mặc dù chúng ta không không biết 100% cái sự việc nó diễn ra ở Mỹ như thế nào, nhưng ít nhiều chúng ta cũng nắm được 80-90%. Thì trong cái cộng đồng gọi là người Diệt quốc gia này, thì ông Ngô Kỷ ấy, thì ông đã chửi ông Nguyễn Tấn Lạc rồi, ông ấy chửi ông bảo là cái đồ phản quốc rồi, cái đồ bưng bô rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ đến lượt ông ấy này, khi mà ông Vũ Huynh Trưởng ông qua đời rồi thì ông lại vui mừng báo tin đấy, mà gọi ông Vũ Huy Trưởng là thằng khốn nạn. Trung Thế trung thì chúng trung ta có thể thấy anh là trung anh xin chia sẻ thêm góc này nè, xin lỗi gián đoạn chung đoạn này, tức là cái chung thế cái ta tới qua là anh đặt có vấn đề nghi vấn ha, nghi vấn là giữa bọn họ có sự gọi là thân cận lẫn nhau. Thì nhân tiện câu chung vừa chia sẻ đó thì anh dẫn chứng cái điểm này để mọi người cho ra mọi người thấy rằng là cái suy diễn của thơ quan nó có cơ sở. Đó là gì, hỏi mọi người nè, hỏi chung nè, trước đây ông Ngô Kỷ cũng đã từng dính Covid và xém là thập tử nhất sinh, xém vào đi vào cõi vĩnh hằng không, đúng không? Ngô Kỷ đã từng dính Covid á, đúng không? Lại tắt cái quạt, đúng không? Mà trong khi ông Vũ Huynh Trưởng cũng dính Covid, thấy chưa? Ông Vũ Huynh Trưởng cũng dính Covid mà ông Vũ Huynh Trưởng đi. Rồi khi ông Vũ Huynh Trưởng đi không á thì ông Ngô Kỷ lại là đăng tốt tỏ vẻ vui mừng. Ai chà, cái góc này nó hơi khó à nha. Góc này hơi khó à. Rồi anh mời Chung chia sẻ tiếp, rồi lát nữa sau đó thì anh sẽ chia sẻ thêm về cái góc độ của thằng Đại Phạm. Xin mời Chung. Em thì dĩ nhiên là chúng ta đặt anh đặt ra cái câu hỏi như vậy thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Dĩ nhiên là chúng ta nghiên cứu ở đây không phải là để bới móc, mà chúng ta đặt ra một cái tình huống để xem nó có thật hay không. Thì dĩ nhiên là nếu mà cái tình huống nó rơi vào cái tình trạng gọi là đấu đá nội bộ chẳng hạn, thì cái đó lại thuộc về thẩm quyền điều tra của cảnh sát và chính quyền Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng không 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 thể đến đó mà điều tra hay là tìm hiểu rõ ràng được. Thế nhưng mà cũng cần phải phải đưa ra một cái giả thuyết như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi ông Vũ Huynh Trưởng còn sống, ông là chủ tịch cái gì hội đồng người Diệt quốc gia Toàn toàn cầu đúng cầu, không? Chứ không phải vừa đâu, phải toàn dạng cầu vừa đâu. luôn á, là to, rất to. Đúng rồi, rất lớn. Đấy thì dĩ nhiên thì ngay sau đó ông Vũ Huynh Trưởng ông ấy ông Ngô Kỷ ông đưa cái status đó lên thì cũng đã có nhiều người người ta phản ứng ngay từ cái
cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại người ta đã phản ứng đối với status đó. Thế nhưng mà ông ta vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, và ông ta cho rằng ông ta đã suy nghĩ một cách thận trọng, chân thành, nói thẳng, nói thật lòng, nghĩ sao nói vậy. Đấy, không đĩ miệng, không mị dân, không đóng kịch màu mè. Đấy, và ông ta không quan tâm đến câu nghĩa tử là nghĩa tận. Đấy, thế chúng ta có thể hiểu được, đúng không ạ? Rồi Thế là cái này chúng ta có thể tìm tiếp hiểu. theo tiếp theo tiếp theo dùng nhân tiện chung vừa nói, tức là chính miệng ông Ngô Kỵ là đã phát biểu là không quan tâm tới vấn đề nghĩa tử là nghĩa tận, đúng không? Thì chúng để cái này vấn đề này chúng ta quay lại lịch sử chút xíu, thì tới giây phút này thì mọi người cũng hiểu rồi đúng không ạ? Cũng hiểu về cái sự kiện 1963 rồi đúng không? Như thế nào thì để nó lên gì gì, để chúng ta muốn thấy rõ hơn về bản chất của những con người ha, những con người mà cái gì tinh thần trách nhiệm và cái gì ta, và những cái câu nó rất là to đào to buôn lớn, và thậm chí bây giờ giống như Trung cũng từng nói và Thơ Quang cũng vậy, họ không có một cái quyền lợi trách nhiệm liên quan gì tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hết, mà họ cứ ra rả là cái gì đó là vì đồng bào, vì dân tôi đấu tranh cho dân tôi đấu tranh cho tổ quốc tôi. Thì chúng ta thấy thế nào, chúng ta càng thấy rõ cái bản chất của những con người này qua những cái vấn đề như thế này không, đúng không? Đó là gì? Tiền, tiền, tiền và tiền và cá nhân họ thôi, chứ họ chẳng vì một cái gì cả, đúng không? Rồi trước trước đây vài bữa thì chúng ta cũng từng làm cái live về cái bút tích của ông Cao Xuân Huy gì đó đó, rất là rõ ràng mọi vấn đề đó chúng ta sẽ hội tụ lại thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là bản chất của những con người đi theo cái hướng đó là chỉ là như vậy thôi, chỉ là như vậy thôi chứ chẳng là cái gì hết. Ok, xin mời Trung tiếp tục. Dạ vâng, đúng như anh chia sẻ thôi. Thì bản chất của những anh chống cộng cực đoan này thì có thể là nói chúng ta nói nó hơi hơi quá đáng một tí, nhưng mà cũng đúng. Đó là gì? Đó là đến chết người ta không thay đổi. Dĩ nhiên không phải là tất cả, không phải tất cả. Khi một số anh, một số chú như chẳng hạn chú Hà chẳng hạn, thì chú nhận ra là những cái thành phần mà lừa dối chú thì chú cũng đã thẳng thừng chú lên án. Đấy, thế nhưng mà có những người thì người ta vẫn u mê, vẫn ảo tưởng trong một cái giấc mộng hão huyền nào đó, và người ta vẫn cho rằng là người ta về người ta phục quốc. Và rõ ràng Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đã nói rồi, đất nước Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là một cái điều vui mừng, chứ có mất cho Đúng Tây rồi. cho Tàu đâu mà phải phục. Thế nhưng mà ở đây các ông này thì các ông luôn luôn như vậy, luôn rao giảng, luôn nói đạo đạo nghĩa, luôn gì lấy đạo lý rồi lấy là chính nghĩa quốc gia. Thế nhưng mà ngay trong cái nội bộ của các ông ấy, thì các ông mới đấu đá, khinh rẻ nhau, trù dập nhau đấy, Triệt hạ nhau luôn. và triệt hạ nhau đấy, bôi xấu nhau đấy, lên án nhau. Thì các ông này các ông vì cái gì, chúng ta có thể nhìn nhận một cách nó khách quan đấy, khách quan, và chúng ta đánh giá được đấy. Cũng như câu nói đúng không ạ? Khi sang Mỹ thì được ở nhà lầu đi Ở xe nhà hơi, lầu đi xe ơi. thế nhưng mà cũng cũng sang Mỹ Chào ai thì vậy? lại được cứu đói bằng những thùng mì tôm dành cho những người ở nhà lầu đi xe hơi đấy, đúng không ạ? Rồi cũng Đúng cũng rồi, ở xếp Mỹ hàng rồi rất là trật thì tự các anh luôn. có những cái lời nói hành động thiếu văn hóa đối với nhau, không tôn trọng nhau, thì chúng ta có thể nhìn nhận cái nồi cám heo này nó đến đến mức nào thì chúng ta có thể hiểu được. Thì cũng nói thật là cũng rất là buồn cho gia đình ông Vũ Huy Trưởng ấy, thì cái việc ông ra đi như vậy cũng rất buồn. Thế nhưng mà em cũng rất tiếc đó Chờ là xíu Hoàng trong Anh. cả cuộc đời của ông ấy thì ông chưa có lần nào được về thăm lại đất nước Việt Nam để xem đất nước Việt Nam phát triển đến mức độ nào, để ông có cái nhìn nhận nó khách quan hơn trước khi ông qua đời. Thế nhưng mà rất tiếc là ông đã không làm được điều đó. Thì đối với cá nhân em thì em cảm thấy luyến tiếc một điều như vậy. Đấy, thì có thể là một cái bài học
để cho những cái người còn lại người ta có cái điều kiện người ta trở về quê hương và có cái nhìn khách quan hơn về đất nước Việt Nam, khách quan hơn về cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm vừa qua trong xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc, từ cái giai đoạn mà trong cái cảnh khói lửa bom đạn đấy, từ cái đống đổ nát điêu tàn đến những cái thành phố, đúng không ạ, những cái cây cầu, những con đường cao tốc ngày hôm nay, thì chúng ta có thể 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 nhìn nó khách quan hơn, nó không có mang tính chất cực đoan như vậy ấy, thì để mà cho các anh ấy có những cái mà có thể nói là trước lúc nhắm mắt xuôi tay thì cũng có thể nhìn nhìn thấy cái tâm nguyện của mình, khi đúng hay sai, khi mà luôn luôn, đúng không ạ, chống phá và nói xấu về Việt Nam đấy. Thì khi mà ông Vũ Huynh trưởng qua đời thì dĩ nhiên là cái chức chủ tịch này thì cũng không biết là đã có di chúc để lại cho ông nào hay không, hay là các ông lại tiếp tục lao vào một cuộc chiến đấu để tranh giành cái chức chủ tịch Tranh này giành đúng rồi. đấy. Rồi cũng có những câu hỏi của những anh em ở trên mạng xã hội cũng hỏi xem là ai sẽ là người viết điếu văn cho ông Vũ Huynh trưởng đấy, thì cũng có nhiều người đưa ra những cái giả thuyết, có người cho rằng là Trương Quốc Huy. Thế nhưng mà Trương Quốc Huy thì trình độ lớp 7 thì làm sao mà viết được cái điếu văn hoành tráng cho ông chủ tịch được, mà em nghĩ đó phải những cái thành phần nó có học thức hơn đấy, học thức hơn đấy. Thế nhưng mà cũng cũng không biết là cụ thể là như thế nào, và cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi liên quan đến Vũ Huy trưởng. Thế nhưng mà vì ông đã qua đời rồi nên là em cũng không có trả lời, cũng như là không đề cập quá sâu, bởi vì khi mà một người mất đi chúng ta đề cập đến quá nhiều thì nó cũng một cái gì đó nó xúc phạm vong linh của người đã qua đời, cũng như là xúc phạm đến gia đình của người đã mất, thì mình cũng không đề cập sâu nữa. Mà nhưng em chỉ xoáy sâu vào cái vấn đề mà những cái thành phần chống cộng ở bên đó, thì bây giờ chúng ta có thể điểm lại một chút những cái thành phần mà chuyên nói xuyên tạc của Việt Nam, ví dụ như Trương Quốc Huy này, đúng không ạ, Benny Trương này, Tân Thái này, Xin Lê này, Trần rồi Nhật Phong, một số Trần Nhật ánh Phong này ánh chi, đó, ánh chi Thùy Dương, rồi nhiều, chung quy là cũng vẫn rất còn là nhiều đối nhiều, nói tượng chung là rất đấy, là Huy Dương ở nhiều. Canada này, Nhưng mà trong rồi trong những cái thành phần đó đó Australia này, tôi, còn Phi Đồng ở Canada này. nhưng mà trong những thành phần đó đó, thành phần mà làm truyền thông á, cá nhân anh vẫn cho rằng cái thằng Đe Rết Phạm là thằng nguy hiểm nhất đó. Nó nếu mà nói riêng về truyền thông, về cái mạng mà gọi là YouTube á, thằng Đe Rết Phạm, thằng đó mới là nguy hiểm. Nó rất là thâm, cái thằng đó rất là thâm, anh nói thiệt, Thì em thấy cá nhân anh là không những thâm mà còn lại có cái gì đó nó bất chấp đấy, ngoài thâm ra thì còn bất chấp nữa, bởi vì là chúng ta có thể theo dõi các cái thông tin, các cái buổi phỏng vấn hắn toàn đưa ra những câu hỏi mà hoặc là ngắt những cái câu trả lời của khách mời đúng vào rồi. đúng cái giai đoạn mà hắn muốn đấy, là một. Thứ hai nữa là qua cái sự việc ông Vũ Huynh trưởng qua đời mà hắn quay cái clip hắn đưa lên kênh như vậy, thì em thấy nó, em nói thật là không không mang tính, không còn là con người nữa, em nói thật thế. Kể cả như mọi người để ý, khi mà tai nạn xảy ra ngoài đường, thế khi mà không may có người qua đời thì thường là những người dân ở đó người ta sẽ mang cái chiếu hoặc cái gì đó ra người ta che lại, người ta che lại, và những người đi đường thì có thể người ta cúng tiền lẻ đấy, chúng ta gọi là cúng tiền lẻ. Đó là cái nhân văn mà người còn sống dành cho người đã mất, nhưng ở đây thì hắn lại không có những cái hành động như vậy, không không tôn trọng ấy. Thì chúng ta có thể thấy là nhìn đi nhìn lại một vòng thì cái cộng đồng người Việt ở khắp nơi, gọi là người Việt mà chạy trốn ấy, khắp nơi trên thế giới, thì ở đâu cũng vậy, cũng luôn luôn là cho rằng mình là chính nghĩa. Thế nhưng ngay những người chính nghĩa cái với nhau cái đã có sự cái đấu cái đá, cái đúng câu không ạ, có chuyện sự quan chen. cái câu chuyện Trung Trung cái câu chuyện Trung vừa chia sẻ, và cái chuyện mà thằng Lê Đức Phạm nó cố tình nó đặt câu hỏi và nó điều hướng vợ ông Vũ Anh Trưởng phải quay cái mặt ông Vũ Anh Trưởng lúc lúc chết, đúng không, đúng không đó. Dạ đúng rồi. Và chúng ta phải nhìn nhận là cái hành động đó là cực kỳ khốn nạn. Thì cái hành động đó đó, mọi người thấy có nhớ tới cái hình ảnh gì không? Nhớ tới hình ảnh gì không?
là cái hình ảnh năm 1963 khi những mà thủ hạ của ông Diệm á, đúng không, sát hại gia đình Ngô Diệm xong á, thì những thủ hạ, những cái thuộc hạ, những tướng lĩnh đó đó là chụp hình tự sướng và khoe chiến tích nữa đó. Thì ở đây mọi ngay người ngay liên cạnh đới cái hiện trường của cái vụ ám sát đó. đó, đúng rồi đó, mọi người nhìn xem. Thì đây giống như, cho nên á, ở trên trang những cái trang thơ quan đăng những câu như thế này, thơ quan mọi người, có nhiều người cho rằng thơ quan tếu táo là cà khịa, nhưng mà có cơ sở hết. Đó là gì? Kể cả trên cái trang của Việt Rai, thơ quan đã comment, thơ quan đó là cái gen di truyền, và cái đó là cái truyền thống của những thành phần mà chúng ta là phải gọi là bao que nha. Rõ ràng không? Mọi người nhìn đi. Không 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 ai mà xử lý như vậy, không ai mà như vậy. Kể cả ngay trong luật pháp cũng vậy, đúng không ạ? Mà khi người đã mất rồi coi như xong. Hoặc là ví dụ kể cả đang trong vòng điều tra hay cái vấn đề gì đó là đều ngưng hết. Đúng không? Đó. Cho nên mọi người phải có những cái cơ sở để mọi người chúng ta nhìn rộng thêm. Đó, ý ý thôi quan nói là như vậy. Vâng, thì em chia sẻ thêm một cái nội dung cuối cùng, đó là cái tổng thể mà em nhìn nhận. Thì cái việc mà sau khi đất nước giải phóng thì có rất nhiều thế hệ được gọi là các anh các chú, và thậm chí là các bác đã bỏ đất nước ra đi. Thì không phải là đại đa số những người đó là ai cũng 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 lên để chống cộng sản, hay là để chống nhà nước Việt Nam, hay là nói xấu về đất nước Việt Nam, mà rất nhiều các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ở hải ngoại cũng đã chí thú làm ăn và cũng đã quên đi cái quá khứ. Đấy, cái quá khứ, mà cái quá khứ này không phải là đau thương riêng cho ai, mà đau thương cho toàn dân tộc, đã trải qua một cái cuộc chiến tranh có thể nói là đẫm máu, với rất nhiều người, kể cả hai chiến tuyến đã hy sinh. Đấy, thì chúng ta cũng cũng cảm thấy được cái nỗi đau đó, chứ không phải riêng ai cả. Thế nhưng mà có một bộ phận còn lại thì các anh ấy lấy cái sự nghiệp chống cộng làm cái để mà hàng ngày lên mạng chửi bới, rồi là bôi xấu, là xuyên tạc bất kỳ một vấn đề gì ở Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, thì các anh đều đổ lỗi cho chính quyền. Đấy, đổ Chào lỗi Nguyễn cho Dung. Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, để các anh ấy có thể là kiếm những cái đồng tiền của các cái tổ chức À, của Trung, đảng Trung, Trung, chống Trung, nhà nước Việt Nam, cũng như Trung, là Trung ơi, anh xin lỗi Trung cái. Ở đây cái nick Bảo Bảo Liêm á, tức là Hoa Mẫu Đơn á, thì mình nói thế này là bạn nè, cái tiêu chí của mình ở trong diễn đàn này là từ đầu la, từ lúc mở đến giờ, là chúng ta có nhiều vấn đề gọi là bất khả xâm phạm, đúng không, không riêng gì trong cái like của thơ quan và trên đất nước cũng biết rồi đó. Gì đó là cái câu chuyện, là tức là hình ảnh của bác chúng ta không có được dùng vào bất cứ đề tài hay là vấn đề gì cả ha. Thì thế này thì tạm thời thì cái câu này mình sẽ xóa nha, xóa comment của bạn, và mình chỉ nhắc bạn như vậy. Nếu mà còn một lần nữa thì mình sẽ mời bạn ra ngoài á. Vậy nha bạn nha. Ok, xin mời Trung tiếp tục. dạ. Thì cái em tiếp tục chia sẻ, đó là cái những cái người còn lại, những cái bác còn lại đấy, thì bác ấy lấy sự nghiệp chống cộng ở trên mạng xã hội ấy, và những cái người mà được cho là hậu duệ thì cũng tiếp tục nối gót, thì chúng ta cứ nói là di truyền đấy, thì tiếp tục lên mạng xã hội để xuyên tạc về đất nước Việt Nam, nói xấu về nhà nước, về Đảng Cộng sản, rồi đổ lỗi cho nhà nước trong tất cả những cái vấn đề gì xảy ra trong nước. Đấy, mà trong khi đó, ngay tại quốc gia sở tại của các anh đang sống, thì hàng ngày, hàng giờ cũng không thiếu gì những cái sự việc, đúng không ạ? Nó xảy ra và nó nổi cộm, thậm chí hơn rất nhiều lần ở Việt Nam. Đấy, chúng ta có thể nhìn một cách nó đơn giản thôi. Ví dụ như là ở Việt Nam, thì các anh ra đường, khi các anh vi phạm, các anh bị lực lượng chức năng, người ta yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn hoặc các thứ, thì các anh liên tục, các anh quay clip, rồi các anh đòi hỏi phải cung cấp kế hoạch, phải cung cấp chương trình này kia. Thế nhưng ở Mỹ,
thì chúng ta có thể nhìn nhận đó là gì ạ? Đó là khi mà anh có cái hành vi chống đối thì ngay lập tức là sẽ bị trấn áp, nhẹ thì bằng súng điện mà nặng thì ăn kẹo đồng về với tổ tiên đó. Thì qua đó chúng ta có thể thấy là gì, cái góc độ nhân văn của nhà nước Việt Nam ở đâu, đúng không ạ? Và cái Đúng lực rồi. lượng thi hành công vụ của Việt Nam ấy có thực sự là vì dân hay không. Và cái vấn đề thứ hai em nói lại, đó là ví dụ trong cái Covid vừa rồi thì nhà nước có vì dân hay không, và những cái hóa đơn trả tiền viện phí ở Mỹ như vậy thì so với Việt Nam thì như thế nào. Dĩ nhiên đồng tiền đô la ở đâu cũng giá trị ngang nhau, không khác nhau, không khác nhau tí nào, đều là đồng đô la cả đó. Thì chúng ta có thể thấy được, dĩ nhiên em chỉ nêu hai khía cạnh này thôi để mọi người có thể thấy được là gì, đó là những cái lời của các anh các bác mà chuyên lên mạng bới móc đó nó có đúng hay không thì mọi người đưa ra, mọi người đánh giá, mọi người phân tích, và mọi người có cái nhìn nhận nó đúng đắn, khách quan, toàn diện, cụ thể lịch sử và phát triển về đất nước Việt Nam trong 47 năm qua từ ngày giành độc lập đến nay. Đó. Chưa? Còn các anh chống cộng ở Việt Nam thì dĩ nhiên các anh chống cộng Việt Nam ở Mỹ thì các anh ấy không bao giờ thay đổi về bản chất cũng như từ bỏ con đường này. Bởi vì một là gì, là kiếm cơm. Thứ hai nữa là ngoài các anh làm việc này thì các anh không biết làm việc gì khác. Đấy, thì cũng nhắn nhủ đến các anh ở bên đó là khi các anh lên kênh truyền thông, đấy, các anh nên, đúng không ạ, nên văn minh và lịch sự đúng như cái nơi mà các anh nói rằng là thiên đường, là văn minh nhất thế giới. Các anh đừng sử dụng những từ ngữ, đúng không ạ, những hình ảnh mà nó xúc phạm những người đã chết, hoặc là gì ạ, xúc phạm bôi xấu những người lãnh đạo mà người ta không có. Đấy, thì qua cái việc tìm hiểu thông tin trên không gian mạng thì chúng ta có thể thấy là các anh ấy chuyên sử dụng ảnh của các lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ để các anh chế ảnh, các anh chế giễu. Qua đó có thể nhìn nhận một góc độ, đó là các anh cứ nói là các anh đấu tranh, nhưng mà một là các anh không có phương hướng, hai là thể hiện các anh không có văn hóa. Các anh không có văn hóa thì các anh mới có những cái hành động như vậy, chứ còn các anh có văn hóa thì các anh lại không làm thế, đúng không? Không nói tục, không chửi bậy, các anh hãy bằng những lời nói chứng minh để cho những người trong nước có thể thấy được, thì từ đó thì nó có cái nhìn khách quan hơn. Đấy, thì cũng qua cái buổi ngày hôm nay thì em cũng chia chia sẻ thêm như vậy, thì cũng mong mọi người là chia sẻ thêm. Thì em cũng cảm ơn anh Tơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe, tại vì nó cũng hơi bị gián đoạn một chút. Thứ nhất là cũng có những anh ấy vào anh ấy comment những câu không hay, thứ hai nữa là em lại có điện thoại, thế nên nó không được tập trung, thì cũng mong mọi người thông cảm. Thì cảm ơn anh Tơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều.